Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự 15 giờ ngày 12 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, Lào Cai sẽ triển khai nhiều dự án hỗ trợ phát triển kinh tế phù hợp để giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo bền vững. Cụ thể, tỉnh sẽ hỗ trợ triển khai thực hiện 34 dự án phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị và 9 dự án sinh kế cộng đồng, tổ chức tuần lễ quảng bá thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, các phiên chợ văn hóa, hội chợ giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư phát triển sản xuất vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hỗ trợ triển khai một số mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tại các xã khu vực 3 và thôn đặc biệt khó khăn. Để các chương trình dự án triển khai hiệu quả, cùng với việc quan tâm lựa chọn mô hình phù hợp, các cơ quan chuyên môn sẽ tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, đồng hành cùng người dân trong suốt quá trình sản xuất. Tính đến ngày 17 tháng 2, toàn tỉnh có 194 hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch. Cụ thể, hướng dẫn viên du lịch quốc tế là 104 người, hướng dẫn viên du lịch nội địa là 76 người và 14 hướng dẫn viên du lịch tại điểm. Trong tháng 2, Sở Du lịch tỉnh đã tiếp nhận hồ sơ và cấp mới một thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa. Để mỗi hướng dẫn viên thực sự là đại sứ của du lịch Lào Cai, ngành du lịch tỉnh thường xuyên phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo rà soát nhu cầu để tổ chức các lớp tập huấn, đồng thời tiến hành kiểm tra nghiệp vụ chuyên môn của đội ngũ hướng dẫn viên. Tại các xã vùng thấp trong tỉnh, nông dân đã bắt đầu thu hái chè xuân. Đầu vụ chè được giá cao, giá bán trên 8.000 đồng mỗi kg. Toàn tỉnh hiện có gần 5.100 ha chè kinh doanh. Nông dân các địa phương đã thu hái lứa chè xuân được khoảng 200 ha. Với những lô chè hái đúng tiêu chuẩn một tôm hai lá, các cơ sở chế biến đã mua với giá lên đến 9.000 đồng mỗi kg. Ngay sau lứa chè xuân, nông dân tập trung cho việc làm cỏ, bón thúc, phấn đấu đưa năng suất chè năm nay đạt trên 80 tạ mỗi hecta. Trên địa bàn tỉnh hiện có 16 nhà máy, cơ sở chế biến sản phẩm chè và khoảng 350 lò chế biến quy mô hộ gia đình, đảm bảo thu mua toàn bộ chè búp tươi cho nông dân. Thống kê từ ngành nông nghiệp trong năm 2022, giá trị sản xuất chè đạt 274 tỷ đồng, giúp hàng nghìn hộ gia đình có thu nhập ổn định khi trồng chè. Thưa quý vị và các bạn, quá trình hướng đến chứng chỉ rừng tiêu chuẩn FSC, tiêu chuẩn của Hội đồng Quản trị rừng quốc tế tốn khá nhiều công sức và thời gian. Nhưng đây vẫn là giấc mơ chung của các địa phương có nhiều rừng sản xuất và doanh nghiệp ngành gỗ để sản phẩm có được visa đến với những thị trường khó tính trên thế giới. Tuy nhiên, việc triển khai tiêu chuẩn này vẫn còn nhiều nút thắt cần tháo gỡ. Năm 2016, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Bảo Yên, một trong những đơn vị đầu tiên tại khu vực phía Bắc được cấp chứng nhận quản lý rừng FSC. Nhờ đó, các sản phẩm từ gỗ của công ty tiêu thụ khá ổn định đi các nước châu Âu, Mỹ. Tuy nhiên, từ năm 2021, khi chứng nhận đã hết hạn, nhưng công ty vẫn chưa đăng ký cấp lại. Do cái địa bàn của chúng ta là ở xa, chúng ta lại không có nhà máy chế biến sâu về cái gỗ này, gỗ rừng trồng này, dẫn đến là cái giá thành vận chuyển đi về dưới Nam Định là nó chiếm tỷ lệ rất là cao. Đấy. Đường xá thì chúng ta đi lại rất là khó khăn. Huyện Bảo Yên có hơn 54.000 hecta rừng, trong đó riêng diện tích trồng quế đã chiếm tới hơn 40%. Giá trị kinh tế của cây quế chủ yếu đến từ việc bán vỏ và lá quế, trong khi điều kiện để được cấp chứng nhận FSC lại dựa vào tính hiệu quả của thân gỗ. Nay diện tích rừng trồng keo đã đến chu kỳ khai thác chuyển sang rừng trồng quế, sau đó là cái việc mà còn duy trì cái diện tích cấp chứng nhận FSC trên diện tích của công ty lâm nghiệp là đã không thực hiện nữa mà chuyển sang giai đoạn trồng quế. Hiện Lào Cai không có đơn vị cá nhân nào được cấp chứng nhận của Hội đồng Quản lý rừng thế giới. Nguyên nhân xuất phát từ đặc điểm rừng tại các địa phương chủ yếu trồng quế, hướng đến xây dựng chứng nhận quế hữu cơ. Diện tích rừng trồng các cây lâm nghiệp khác còn manh mún nhỏ lẻ, khó đủ điều kiện để được cấp chứng nhận FSC. Diện tích của mình nó có ít, nên là nói về cách chứng chỉ gì đấy là tôi là chưa được biết. Chủ yếu là bán cho các thương lái, người ta mua gỗ về người ta làm sản phẩm ra thôi. FSC được hay không phải là doanh nghiệp vào cuộc. Chính quyền thì sẽ giúp, sẽ hỗ trợ bằng cơ chế, bằng tuyên truyền vận động người dân. Doanh nghiệp vào cuộc, doanh nghiệp liên kết với người dân để xây dựng vùng FSC này, để họ thu mua họ bán ở nước ngoài. Thì như thế thì nó mới đạt hiệu quả. Việc nâng cao hiệu quả quản lý rừng thông qua cấp chứng nhận FSC mang lại những hiệu quả lâu dài và bền vững trong sản xuất lâm nghiệp. Ngoài mục đích để nâng cao giá trị sản phẩm gỗ, còn đảm bảo an toàn bền vững cho môi trường.
Tuy nhiên, để doanh nghiệp và người dân có được chứng chỉ FSC làm giấy thông hành để xuất khẩu gỗ vẫn còn là bài toán cần được quan tâm, tháo gỡ. Hội Phụ Nữ huyện Bắc Hà đã và đang đẩy mạnh huy động nguồn lực, đầu tư cây con giống, giúp đỡ các hội viên nghèo có thêm điều kiện phát triển kinh tế. Lợn đen bản địa là giống vật nuôi được Hội Phụ Nữ huyện Bắc Hà lựa chọn hỗ trợ hội viên nghèo phát triển chăn nuôi, cải thiện kinh tế. Sau đợt đầu triển khai với 32 con giống, hiện đàn lợn đã tăng thêm 46 con. Các chi hội phụ nữ cơ sở lựa chọn những con giống tốt luân chuyển đến những hội viên nghèo khác. Bên cạnh đó, Hội Phụ Nữ huyện cũng huy động hàng ngàn cây quý giống, cây dược liệu cắt cánh để hỗ trợ hội viên nghèo mở rộng sản xuất. Những hoạt động trên tiếp tục được hội duy trì tạo điều kiện cho hội viên nghèo có thêm điều kiện phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo. Hai tháng đầu năm 2023, Lào Cai đã ghi nhận hơn 200 trường hợp người dân tiêm phòng dại do bị chó mèo cào cắn. Trong đó, 35 trường hợp phải tiêm huyết thanh kháng dại do vết cào cắn sâu hoặc ở gần những khu vực nguy hiểm trên cơ thể. Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dại gây ra, bệnh lây truyền từ động vật sang người qua vết cắn, vết thương, vết cào, liếm của động vật, thường là chó mèo. Do vậy, người nuôi, buôn bán, giết mổ, vận chuyển kinh doanh chó mèo cần quản lý và phòng bệnh trên đàn vật nuôi theo hướng dẫn của cán bộ thú y, cam kết thực hiện 5-0, không nuôi chó mèo không tiêm phòng dại, không nuôi chó mèo chưa khai báo với chính quyền địa phương, không nuôi chó thả rông, không để chó cắn người, không nuôi chó mèo gây ô nhiễm môi trường. Khi bị chó mèo cắn cào, cần đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, tiêm phòng dại kịp thời, tuyệt đối không dùng thuốc nam, không tự chữa tại nhà. Khoảng gần một tháng nay, giá lợn hơi, giá gia cầm các loại đồng loạt giảm mạnh. Với mức giá bán ra được cho là thấp nhất trong 2 năm nay, các hộ chăn nuôi buộc phải tái đàn cầm chừng hoặc bán cắt lỗ để bảo toàn nguồn vốn đầu tư. Cách đây gần một tuần, ông Nguyễn Viết Hùng, hộ chăn nuôi ở thôn Thống Nhất, xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai, đã bán đàn lợn gần chục con với giá 47.000 đồng 1 kg hơi, giảm 5.000 1 kg so với sau Tết Nguyên đán. Dù giá quá thấp, nhưng ông Hùng buộc phải bán, bởi nếu tiếp tục duy trì vỗ béo đàn lợn thịt khoảng 40 con vào lúc này là không thể. Tính ra ấy, thì là mua giống thì là hầu như không được đồng nào rồi. Đấy, vì cái giá lợn này là trước là mua 1,2 triệu con rồi này. Họ mua cắm từ 235 nhá, mà chịu 37 bây giờ bán 47. Nếu mà lợn đẻ ra ấy, còn lợn nuôi là mua là không được đồng nào hết, mua không cho người ta. Chăn nuôi gà công nghiệp với quy mô 2 chuồng, mỗi lứa 4.000 con, thời điểm mở cửa chuồng ngay sau Tết, anh Hoàng Văn Sang ở thôn An Thành, xã Thống Nhất xuất bán gà thịt với giá 63.000 đồng 1 kg. Nhưng trong vòng một tháng nay, giá gà thịt giảm dần, hiện giá gà trống chỉ còn 55.000 đồng 1 kg. Chúng em đang tính nó đang rơi vào tầm 4 chấm, 4 cân cám trên 1 cân gà. Rơi vào tầm khoảng 56.000 trên 1 kg rồi. Là riêng cám, còn giống, thuốc, công không có. Giá lợn hơi, giá gia cầm lao dốc, trong khi gần 2 năm nay giá thức ăn chăn nuôi có xu hướng tăng. Điều này không chỉ khiến những hộ chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ mất vốn, mà ngay cả những chủ trang trại quy mô tương đối lớn cũng phải đau đầu tính toán, duy trì chăn nuôi cầm chừng. Chủ yếu là bây giờ đang chờ xem là cái giá cám nó có hạ xuống được một tí nào nữa không thì mới hăng hái vào tiếp. Như trước này em vào 2000-2001, nhưng bây giờ là nếu như mà cái giá cám như này chắc em chỉ vào tầm 1600 để khấu hao đi, còn 1500 chứ mình duy trì đàn. Vừa duy trì đàn đấy ạ. Có một nghịch lý là giá thành bán sản phẩm của người chăn nuôi đang giảm mạnh, thì tại các chợ đầu mối giá lợn, gà thương phẩm vẫn ở mức cao. Ngành nông nghiệp khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động nắm bắt thông tin thị trường, vào đàn hợp lý để đảm bảo sản xuất. Chuyển sang những thông tin trong nước. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 33 về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Nghị quyết đặt ra mục tiêu thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển, tăng nguồn cung và điều chỉnh cơ cấu sản phẩm thị trường bất động sản hợp lý, chú trọng phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân phù hợp với thu nhập của người dân. Trong lúc chờ Quốc hội thông qua luật nhà ở sửa đổi, Chính phủ xây dựng trình đề nghị Quốc hội xem xét ban hành nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội. Chính phủ đề xuất triển khai chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 12% nhu cầu vốn, giúp chủ đầu tư và người mua nhà được vay với lãi suất thấp hơn từ 1,5 đến 2% so với lãi suất cho vay trung dài hạn bình quân của các ngân hàng thương mại nhà nước,
góp phần thúc đẩy hoàn thành mục tiêu 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân giai đoạn 2021-2030. Giá cá ngừ đại dương đang giảm mạnh khiến ngư dân điêu đứng. Hiện giá 1 kg cá ngừ giảm đến 45.000 đồng so với năm 2022, về mốc 105.000 đồng 1 kg, còn cá loại 2 chỉ có giá 80.000 đồng 1 kg. Với mức giá này, hầu như tàu cá nào cũng lỗ. Từ cuối năm 2022 đến nay, xuất khẩu cá ngừ đại dương đi các thị trường rất khó khăn, đơn hàng chỉ đạt từ 30 đến 40% so với trước. Một số doanh nghiệp bị 70 đến 80% đối tác tạm dừng nhập hàng để giải quyết hàng tồn kho. Dự báo từ các đơn vị thu mua, giá cá ngừ nguyên liệu có thể còn tiếp tục giảm. 2/3 trẻ em Việt Nam tiếp cận các thiết bị kết nối Internet, trong đó có tới 87% các em sử dụng Internet hàng ngày. Đáng nói là các em lại không đủ kỹ năng bảo vệ bản thân trên không gian này. Thông tin từ Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, 40% trẻ em cảm thấy không an toàn khi sử dụng Internet. Hơn 70% trẻ em đã từng có trải nghiệm không mong muốn, đặc biệt có 124 trẻ em từng trải qua việc bị xâm hại tình dục trực tuyến, theo số liệu khảo sát năm 2020. Để bảo vệ trẻ an toàn trên không gian mạng, các nhà trường cần đưa nội dung an toàn mạng vào môn học công nghệ thông tin, ban hành quy định về việc sử dụng mạng xã hội dành cho học sinh, phối hợp với cha mẹ học sinh để quản lý các em trên không gian mạng. Cục Hàng không Việt Nam vừa ra quyết định cấm vận chuyển có thời hạn đối với một hành khách do đã có hành vi hút thuốc lá trên chuyến bay VJ244 ngày 19 tháng 12 năm 2022, không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Thời hạn bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không đối với hành khách này là 9 tháng. Theo Nghị định 162 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hành vi hút thuốc lá, kể cả thuốc lá điện tử, trên máy bay bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng. Điều đáng nói là quá thời hạn nộp tiền phạt, vị khách đã không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, dù được cơ quan chức năng đôn đốc, buộc nhà chức trách hàng không phải có chế tài mạnh hơn là cấm vận chuyển bằng đường hàng không đối với hành khách này. Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC đang ở thăm Washington đã nhất trí khởi động ngay lập tức các cuộc đàm phán về những khoáng sản quan trọng được sử dụng để sản xuất xe điện. Tuyên bố chung sau cuộc gặp tại Nhà Trắng cho biết hai bên sẽ lập tức khởi động các cuộc đàm phán về một thỏa thuận khoáng sản nhằm đảm bảo những khoáng sản quan trọng được khai thác hoặc chế biến ở Liên minh châu Âu, EU sẽ đáp ứng yêu cầu được khấu trừ thuế theo đạo luật giảm lạm phát của Mỹ. Cũng theo tuyên bố, thỏa thuận sẽ giúp Mỹ và EU đạt mục tiêu chung là tăng cường sản xuất và chế biến khoáng sản, đồng thời tăng khả năng tiếp cận các nguồn khoáng sản quan trọng một cách bền vững, đáng tin cậy và không liên quan đến tình trạng lạm dụng lao động. Sau một quá trình hồi sinh kỳ diệu, Fukushima đã trở thành điểm đến thu hút du khách hàng đầu ở Nhật Bản vào mùa đông bởi sắc màu tuyết trắng như trong cổ tích. Tỉnh Fukushima được biết đến là nơi có tuyết rơi nhiều vào mùa đông và là địa điểm lý tưởng để chiêm ngưỡng khung cảnh mùa đông tuyết phủ trắng xóa đẹp như trong cổ tích tại Nhật Bản. Fukushima cũng được xem như lựa chọn hàng đầu cho những du khách muốn tìm kiếm một địa điểm gần Tokyo nhất để tham gia các hoạt động thể thao trên tuyết. Đã 12 năm trôi qua, ấn tượng về thảm họa kép sóng thần hạt nhân đã dần nguôi ngoai. Dịch COVID-19 đã được kiểm soát, mang lại những cơ hội thuận lợi cho vùng đất này, một Fukushima yên bình và đẹp như cổ tích, một lần nữa sẵn sàng chào đón du khách tới thăm. Cảnh sát Singapore cảnh báo số vụ lừa đảo giả danh bạn bè và người thân hòng chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang có chiều hướng gia tăng ở nước này. Kể từ đầu năm đến nay, gần 1.000 nạn nhân đã rơi vào bẫy lừa đảo và bị chiếm đoạt tổng cộng khoảng 2,5 triệu đô la Mỹ. Thủ đoạn của những kẻ lừa đảo là gọi điện hoặc gửi tin nhắn văn bản đến các nạn nhân, tự nhận là bạn bè hoặc người quen của nạn nhân, yêu cầu họ đoán danh tính của chúng, thông báo số liên lạc mới, yêu cầu nạn nhân cập nhật số mới và hỏi vay tiền. Các nạn nhân chỉ phát hiện ra họ bị lừa sau khi liên hệ với những người bạn thực sự đã bị kẻ lừa đảo mạo danh hoặc khi tiền của họ không được trả lại như đã hứa. Nhiều người dân và du khách đã đổ ra các bãi biển dọc bờ Địa Trung Hải tại Tây Ban Nha để tránh nóng trong bối cảnh quốc gia Nam Âu đang trải qua đợt nắng nóng bất thường với nền nhiệt cao hơn từ 10 đến 15 độ C so với bình thường. Cơ quan khí tượng Tây Ban Nha cho biết nhiệt độ đo được tại khu vực phía nam Malaga đã đạt mức 26 độ C, trong khi con số này ở Catalan thuộc vùng Valencia đã lên tới hơn 30 độ C. Cơ quan này cũng chia sẻ các số liệu cho thấy mức nhiệt thấp nhất cao bất thường ở mức trên 20 độ C tại nhiều khu vực vào ban đêm.
Đây được coi là mức nhiệt thường thấy ở các khu vực nhiệt đới. Nguyên nhân chính của đợt nắng nóng bất thường này tại Tây Ban Nha được đánh giá là do đợt gió ấm từ phía Tây thổi vào khiến nền nhiệt gia tăng. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi cũng khép lại bản tin thời sự 15 giờ chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.